Như vậy là mùa tuyển sinh đại học cao đẳng đang đến rất gần. Vấn đề hướng nghiệp trong thời kỳ chuyển đổi số đặt ra rất nhiều thách thức mới cho các cơ sở đào tạo nghề, cũng như là đối với cả học sinh lẫn phụ huynh trong việc lựa chọn trường, khoa hay là ngành nghề phù hợp với năng lực, sở trường và quan trọng là tăng khả năng có việc làm sau khi ra trường. Chọn ngành học nào để xét tuyển đại học? Ngay cả khi học sinh sắp sửa đặt bút đăng ký, thầy Xuân vẫn chu đáo định hướng, tư vấn. Bởi chỉ so với 1-2 năm trước đây, danh mục các ngành học đã thay đổi và mở rộng hơn rất nhiều. Theo chiều hướng phát triển của xã hội thì cũng có những ngành nghề mới phát triển, và đặc biệt là những nghề liên quan tới kỹ thuật số. Để đón đầu xu hướng phát triển của các ngành nghề trong kỷ nguyên số, đơn vị này đã chủ trương mở mới 3 ngành là thương mại điện tử, công nghệ kỹ thuật ô tô và truyền thông đa phương tiện. Và từ đó thì nguồn nhân lực, giảng viên cũng phải thay đổi. Giảng viên không còn dạy một môn một cách đơn thuần nữa. Ví dụ bây giờ dạy môn marketing, không thể anh chỉ mỗi biết marketing, mà anh còn phải biết các truyền thông, anh phải biết được công nghệ thông tin. Làm thế nào để hướng nghiệp cho thanh niên chọn đúng ngành nghề, giảm thiểu tối đa lựa chọn sai lầm? Vấn đề này đã được các chuyên gia phân tích trong tọa đàm Hướng nghiệp trong thời kỳ chuyển đổi số. Em học tập là học tập cả đời, nhưng lựa chọn bây giờ, lựa chọn như thế nào để những cái ngành nghề của mình, những lĩnh vực mình có thể đóng góp, nó không lạc hậu trong tương lai. Như vậy lĩnh vực nào chúng ta cũng có thể ứng dụng những cái kiến thức của chuyển đổi số vào được. Thực tế dịch chuyển của các trường đại học cũng cho thấy giờ đây việc tư vấn hướng nghiệp nên được thực hiện sớm hơn. Từ 10 tuổi trở đi, phụ huynh và nhà trường phổ thông cần cung cấp thông tin, cơ hội cho các em trải nghiệm ngành nghề để các em sớm biết được thiên hướng và khả năng của mình.